Xong ba em. Rồi giờ này là phần dựng xe đã xem như là được 70%, còn trước lúc ở trong mai làm tiếp. Ở ngoài bây giờ là em đã hoàn thành, hoàn thiện và đã đưa vào sử dụng được luôn rồi. Đưa vào sử dụng hết viet insula ép, còn em này đang nằm chuẩn bị bánh này. Bánh để sẵn hết rồi. Nó đưa vào hoạt động tốt. Ok hết. Làm đêm luôn. Giờ đầu triển khai đó, xe xong rồi giờ mình chuyển xa triển khai mình giờ chơi viết cọp. Cái má gọi cho em. Hey, giải trí hả? À, sập đèn thôi thôi. Chùm vô đó để sáng mai dọn. Để họ đẩy xe vô trong. Con với mẹ ra lấy máy đi. Thì cho chỗ má đó. Nè, hết nhiễu nè. Hay ta. Má mới đi. Đâu không có sửa đâu. Không có sửa. Dẫn xe vô. Trời đủ má con chó nữa chứ. Ủa, mấy lúc này mày ghé mày gặp con chó là mày thấy cưng luôn. Bữa nó sủa luôn đó. Bữa ghé đủ hết nhìn không ra luôn, trời nó bự quá trời bự. Trời đi. Trời đủ mẹ con mẹt nữa. Mẹt hả? Ừ.
mẹ hả? Mà không cho đẻ anh ơi. Đẻ cái nó thường xấu quá. Ghê. Mình tụi ăn hủ tiếu là thịt là nó ăn đó. Con bu đu là chú á. Làm như ruộng hồi lúc đó chủ nó bán nó kiếm rồi. Tới giờ này không nó còn tơ mà tơ mà tận năm mấy rồi đó năm, năm mấy mà đâu được chưa đủ nó cũng ôm ôm cái giò vậy á mà sao không chưa mới có năm mấy rồi nhầm cái gì được hả được được cứ thiếu rồi hả thiếu nhìn ai chứng giá lúc mà mua mà cháu tơ mà ông bóp hai cái hồng bi còn không hồi lúc đó nó xíu à mua này chắc người ta cho thôi rồi này đủ mấy chắc đủ giới tính thứ ba người ta cho Trời, sách cái đó dựa vô trong nha dùm anh đi dựa đi họ anh đem vô cho cái sườn á sườn đem trong trước đi không biết sách gì con thay vì em nói chuyện này là chuyện nhôm đủ carbon khó kiếm lắm mà đây nè tôi đưa hình cho anh coi đúng xe để đang kia tôi bán giùm nè mà đồ cũng lộn nè anh Dũng á Dũng trên cây dao á nó nói nó có tôi bữa đó tôi có coi chiếc xe nó rác sắm mấy xe kép Mỹ luôn là cặp bánh bông tay gơi thấm thấp luôn nhôm luôn là sườn nhôm nha anh biết có mua bánh như thế không 2.400 mà anh tính đi ra nhiêu cho anh coi bây giờ này đủ 50 rồi chứ nó nhìn vô cái là thấy không chơi được gì rồi mình nhìn nó không có cảm tình liền nó không có vô cái nào vô có giá chứ cái đưa ổng cho rượu cháu nội chú ngoại ổng thấy vậy rượu đi nhậu từ từ rượu nhậu
Bia. Đâu mối đâu á. Bia 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 bia. Về tới đây đủ rồi. Bia 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 bia. Ống liền lại. Y chang luôn nè, ba ổ bánh mì nửa con vịt. Ông chưa có dùng tới mồi nữa là đủ ông xịt. Chạy rồi ra lấy cái chén nè. Nắp chén. Cha thấy ruột cha quẹo vô đây, ủa ông vô đi làm gì đó. Tưởng hồi lại chim món hấy đi. Nào. Chưa đó, chịu đó, chạy ở đây vừa thấy ông chạy giống rồi kiếm ông Bảy nè. Thấy ông Bảy ngồi ở đây. Cho chú gửi gặp vỏ nè, chứ dây dầu tính giật công tiếp. Cái thóc kia.